Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng mình trải nghiệm cái tựa game Chiến binh Idea nha các bạn, của nhà phát hành VGME. Tại tới đây thì các bạn có thể chơi cái tựa game này thông qua nền tảng web app nha bạn, app trên Google Play và Store, hoặc là các bạn có thể chơi trực tiếp ở trên web giống như mình đó bạn, như bạn nào sử dụng PC nha các bạn. Thì đây là một cái tựa game với giao diện màn hình dọc và đồ họa 2D khá là đẹp mắt, lấy cái đề tài là bảy viên ngọc rồng đó các bạn. Thì các bạn sẽ được gặp lại cho mình những cái nhân vật vô cùng quen thuộc luôn, như là Sohoku nè các bạn, hay là cái nhân vật là Bulma, hay là Kyulin vì là không ai các bạn. Thì cái tựa game này mới ra mắt thôi nên là khi bạn vào game thì nó hơi bị lag chút xíu nha bạn. Thường thường thì khi mà nhiều người đăng nhập vào á thì nó dễ bị lag lắm các bạn. Thì để có được cho mình những cái con tướng thì các bạn có thể triệu hồi nha bạn. Thì triệu hồi như những cái tựa game khác thôi, sẽ có triệu hồi cao cấp, triệu hồi phổ thông hoặc triệu hồi bạn bè. Thì triệu hồi cao cấp đó thì lúc nào thì nó cũng cần kim cương các bạn, còn triệu hồi thường thì nó cần vàng, còn triệu hồi bạn bè thì cần tim, các bạn phải kết bạn với bạn bè và các bạn chuẩn bị tặng tim và nhận tim từ bạn nhé bạn. Còn đây là tính năng bồi dưỡng cho những con tướng của mình. Thì tại các bạn có thể tăng cấp, tăng kỹ năng, tăng sao, trang bị, ẩn ký và đột phá nha bạn. Thì những con tướng thì nó sẽ chia theo các phẩm như là phẩm A, phẩm B, phẩm C nè bạn, phẩm S, SG, và mỗi phẩm thì nó tượng trưng cho một cái màu khác nhau như là tím, xanh, đỏ, kem. Thì tại đây thì nó sẽ có tổng cộng là 5 tướng có thể ra trận, kèm đó nữa là một chiêu kỹ năng. Và mỗi tướng thì nó đều có những cái hệ khác nhau như là hệ lực kỹ các bạn, thì ba hệ nó sẽ tương sinh tương khắc với nhau. Và trong cái phần chiến đấu á thì nó sẽ tự động chiến đấu hoàn toàn, các bạn không cần phải làm gì hết nha bạn, nên là cái việc mà các bạn cường hóa cũng như là xếp đội hơn khá là quan trọng các bạn, mạnh hóa nhân vật mình cũng khá quan trọng. Thì ở những giai đoạn đầu khi bạn đầy nộ thì nó sẽ bạn phải sử dụng kỹ năng và bạn nhấn vào đó để kích hoạt kỹ năng, nhưng mà ở những cái giai đoạn về sau nó sẽ có thêm tính năng auto sử dụng kỹ năng luôn các bạn. Đây là những cái trang bị thì có 4 món trang bị thôi nhé bạn, lên cấp hạt cao hơn thì nó mới lên 5 món. Để mình tắt nhạc cái nhé bạn, tại nhạc nó bị đục bản quyền. Và đây thì các bạn cũng tiến hành làm cho mình là những cái nhiệm vụ các bạn, thì sẽ có 2 loại nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ thường, 2 nhiệm vụ hình tụ, 3 nhiệm vụ chính, nhiều loại nhiệm vụ cho các bạn sử dụng lắm luôn các bạn. Và giá trị bạn lên cái cấp cao hơn thì các bạn sẽ nhận thưởng cho mình thêm là những cái kỹ năng mới nữa nha bạn, những cái lo bạc, những cái tính năng mới. Okay, thì không thể nào thiếu cho mình những cái phúc lợi tân thủ được các bạn, như là điểm danh, chiến lệnh, vị cấp, có hệ tháng nữa nè các bạn, chim linh cơ, chân thần điện, sự kiện mới, liên kết tập Hero, sự kiện khuyến mãi Hero này được rút Genie ngẫu nhiên, nhiệm vụ chuyển thành, sự kiện máy chủ mới đăng nhập 7 ngày sẽ nhận quà nha bạn, rút thẻ nhận quà, quà tích nạp khuyến mãi hôm nay, trời má đồ thần bắt mua 5 ngọc 5 kim cương thì lỗi bạn, túi khuyến mãi siêu quà mới, ngày quà ưu đãi Hero mới nè bạn. Ngoài ra thì không thể nào thiếu được cái tính năng là cái tính năng FK nhận quà nha bạn. Thì những tính năng này thì các bạn
Có thể là bạn mở rộng á, thì vẫn có thể chơi được game với bạn khi mà các bạn offline á, thì cái đội hình bạn vẫn sẽ tiếp tục đi chiến đấu cho bạn, để khi bạn đăng nhập vào thì các bạn sẽ nhận về cho mình là những cái con tướng các bạn, đó sẽ là bạn nhận về cho mình là những cái nguyên liệu á, thì những cái nguyên liệu đó thì các bạn có thể mạnh hóa tướng cho mình nha bạn. Tất nhiên thì không lo học cách phải bạn. Ngoài ra thì đây là một cái tựa game màn hình dọc nên là các bạn có thể chơi một tay vẫn được nha bạn, thì khá là rảnh tay thôi các bạn. Kể thế đó nữa là những cái tính năng PvP các bạn, tức là những cái tính năng mà các bạn có thể khiêu chiến với tất cả bạn người chơi khác, tính năng tham gia đấu trường thì đó đơn giản vậy thôi bạn. Thì đa số thì mấy cái tựa game mà ID cái này thì nó khá là đơn giản và khá là dễ chơi nha bạn. Nó có sử dụng cho mình sử dụng chiến đấu. Trời ơi, phải hoàn thành nhiệm vụ trước nó mới cho mình thì tới chiến đấu ảnh tiếp theo nhé bạn. Nên là này thì các bạn không thể nào mà tăng cấp được các bạn dù. Bây giờ mình sẽ tăng 4 hùng lên cấp 20. Còn về phần âm thanh đó, thì âm thanh của tựa game này thì cũng khá là hay nhé bạn. Các bạn có thể nghe được những cái bản nhạc nền đậm chất gần bon và những cái hiệu âm thanh chiến đấu được đầu tư khá là kỹ lưỡng. Thì giống như các bạn đang xem một bộ phim nhé bạn, một bộ phim màn hình dọc. Thế các bạn, mình đang sử dụng auto để sử dụng kỹ năng. Ok, thì đó là review sơ lược chút xíu đợt này. Thì để hiểu rõ hơn tụi này, các bạn có thể tải tựa game này về và tự mình khám phá. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Đừng quên like video này bằng hay và chia sẻ cho bạn bè cùng biết với nha. Cũng đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.